hôm nay mình mới được mở cái keo dây chua, dây cải chua đó. Giờ mình lấy cái bịch nước ra ha. Đây cái bịch nước mình dùng để đè xuống cho cái cải nó chìm ở trong cái nước. Nước á, thì gồm có là đường, muối, một chút xíu giấm. Có người nói là không cần giấm cũng được, nhưng mà hôm trước mình làm thì mình có bỏ vô lên chút xíu giấm. Rồi khi mình làm á, thì mình cũng có nêm. Cái nước á mình muốn nấu á, thì mình cũng nêm thử coi mình có thấy thích cái độ mặn, chua, ngọt của cái nước hay không á. Rồi tất cả là mình bỏ tỏi nè, ớt nè. Để khi mà tỏi là ớt rồi nó có cái phản ứng hóa học chung với lại cái cải đó thì sẽ nó ra chua. Rồi khi mà mình coi á, thì tới khi mà nó màu vàng hết, cái lá thì nó vàng sớm lắm, nó làm rất là nhanh, là nó mỏng á. Còn cái cuốn á, của cái cải á, thì nó chậm hơn. Bây giờ nó vẫn còn một chút xíu xanh nè ha, nhưng mà cái lá thì nó vàng hết trơn rồi, vàng khè hết rồi, ăn được rồi đó. Bữa nay là cái ngày ăn được á. Rồi cái này nè, ăn chung với là thịt kho hoặc là cá kho. Wow, là ngon lắm luôn á. Lấy ra, bây giờ mình lấy ra mấy cái phần, ai da, mấy thằng nhỏ nó xuống để mình coi thử coi nó tới đâu rồi, nó vừa chưa ha. Rồi đó, coi như là cái cải chua của mình làm là được ha, tại vì nó không bị mốc là nó được rồi. Xong rồi mình sẽ đem để vô tủ lạnh, nếu mình để ở ngoài á mình sợ bị mốc á. Rồi vậy là xong, mình thử ha. Very good now, very good. Then you want to taste now? You want to taste? What's that? Pickle. Mm-hmm. Good, huh? I just want to watch. Okay. Ooh, yeah, have the phone while you watch. Hơi mặn, nghĩa đó. Nhưng mà nhà cũng còn cái mùi cải, vẫn còn cái mùi cải. Vậy thì thôi, mình ngâm lại đi, ngâm lại thêm một ngày hai ngày đi ha. Nó vẫn còn cái mùi cải hắc hắc á. Rồi đó, vậy đó ha. Hơi mặn, lần sau mình sẽ bỏ thêm đường nhiều hơn. Giờ bỏ thêm giấm chút xíu nữa. Đây, hơi mặn. Hơi mặn thì rất là thích hợp cho nấu canh giò heo đó, hoặc là sườn đó, rất là ngon. Tại vì nó mặn thì nó sẽ ra được nấu canh thì thích hợp lắm. Rồi lần sau mình sẽ bỏ thêm giấm, thêm nhiều giấm với lại đường. Giờ cũng được rồi, cũng ngon rồi, thành dưa rồi.